Hello, xin chào tất cả các bác nha. Thì hôm nay em giới thiệu đến các bác một bộ xua cao cấp. Xin nhắc lại đây là dòng cực kỳ cao cấp nha. Model của nó là UR4S nha các bác. Và đặc biệt là đầu KSM9 nha. Đây ha. Đó. Và bộ này thì đẹp xuất sắc nha các bác. Đây ha, cho các bác xem về tai mic đây ha. Đó. Còn nói chung là đẹp xuất sắc nha các bạn. Đây ha, kiến này trong vắt ha. Đầu thì KSM9 nha các bạn. Đầu này cũng còn rất là đẹp nha. Em mở cho các bác xem cái đầu. Đây ha. Đây cái đầu của nó đây ha các bạn. Đó. Inox sáng trưng ha, nhìn là cực kỳ đẳng cấp rồi ha. Đặc biệt nó có cái cần gạt qua lại thì nó sẽ hai cái như là hai cái chất âm để cho mình trải nghiệm ha. Dòng này thì được made in Mexico nha các bác. Cái đầu này made in USA, sản xuất ở Mỹ nha các bác ơi. Đây ha. Và sử dụng 2 pin 2A nha các bác. Đó. Và đẹp xuất sắc. Ly. Rồi, đầu thu các bác. Đầu thu cũng đẹp keng nha. Đó. Đẹp keng ha. Và trên nắp cũng đẹp keng nha các bác. Sao rất đẹp keng. Và dòng này là các em cũng USA luôn nha các bác. Cực kỳ đẹp nha. Đó. Thì bộ này mà giá, nếu mà giá mới chính hãng á, thì cho các bác xem này. Đây là của trang web này của Sua Việt Nam. Ngồi bấm lộn rồi. Đây trang web này của Sua Việt Nam nha. Đây ha, suavietnam.vn nha. Thì cái đầu thu á, cái đầu thu của UR4S là nó 43 triệu rồi này. Còn tai mic thì đây beta UR2 beta 87 thì nó là 26 triệu nha, nghĩa là chỉ là cái tai mic thôi nha, cộng với đầu thu trên này 43 triệu thì nó ra vào 60 gần 70 triệu rồi ha, là đầu beta 87A nha. Còn UR2 và KSM9 thì nó là 39 triệu nha. 39 triệu. Cái này là chỉ có cái đầu mic thôi, ý mà cái tai mic cộng với cái đầu KSM9 thôi nha, chứ không phải là nguyên bộ đâu. Đó. Đây nè, UR2 nè, các bác sẽ nhìn nè, UR2 KSM9 ha. UR2 là chỉ cái tai mic thôi. Cộng với cái này UR4S 39 cộng 43 là 4567 80 mấy triệu đó, một bộ như thế này ha. Nhưng mà giá mới chính hãng là 80 mấy triệu, 82, 83 triệu đó. Còn bộ này thì em bán 25 triệu nha. Nghĩa là UR4S cộng với đầu KSM9, giá của nó là 25 triệu nha các bác. Và bộ này thêm xong tặng kèm cho các bác là một bộ pin sạc và jack sạc ly ha. Rồi, hàng đẹp xuất sắc nha, đảm bảo cho các bác là hàng riêng xịn hết nha. Không qua sửa chữa. Hàng cực kỳ đẹp nha các bác. Đó. Này. Càng sờ bang ha. Trước là đẹp ha. Và tao mic cũng còn rất là đẹp. Thấy ha. Đầu kết thêm 9. Giá của nó là 25 triệu nha các bác. Rồi. Cảm ơn các bác đã theo dõi clip này. Bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em ha. Em sẽ để số điện thoại của em trên phần mô tả của video. Rồi. Cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.